Hello anh em, tiếp theo cái video hướng dẫn cài TWP này, hướng dẫn cài Romeu này. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn rút cái máy Xiaomi Redmi K50 Ultra này anh em nhé. Đó, đây là em sau khi em đã cài Romeu xong ấy, thì em sẽ tiến hành là cài cái file rút cho nó. Thì đầu tiên anh em cần phải tải sẵn cái file Magic này về giúp em này. Tải sẵn về giúp em nhé. Sau đó thì anh em sẽ nhấn giữ phím nguồn này. Nhấn giữ phím nguồn này. Sau đó anh em ấn khởi động lại giúp em. Rồi sẽ nhấn giữ phím tăng âm lượng. Sau khi ấn khởi động lại anh em nhấn giữ phím tăng âm lượng nha. Sẽ bút vào được cái chế độ Recovery Team Queen này. Và sau đó anh em sẽ chọn vào phần Inso này, chọn kéo đến cái file Magic này, rồi chúng ta sẽ bút cho nó chạy. Đó, nó sẽ tiến hành flash cái file root cho anh em. Đấy, sau khi flash xong ấy, thì anh em chỉ cần ấn Vboot này, chọn Vboot System này, rồi đợi máy nó lên thôi. Em chờ chút nhá, nó lên sẽ nhanh thôi vì chúng ta chỉ flash nữa file root thôi. Đó. Đấy, khởi động lên này, chúng ta sẽ đợi một lúc. Chúng ta sẽ đợi một lúc ở đây nhá, nó sẽ hiển thị sử dụng Magic cho anh em ở đây. Chúng ta cần kết nối mạng nha anh em. Cái bước này anh em cần kết nối mạng. Chúng ta sẽ đợi một lúc. Đó, anh em có thấy nó sẽ hiển thị ra cái ứng dụng Magic ở đây không? Anh em đợi một lúc nữa. Nó vẫn đang tiến hành này. Để ấn khôi phục đấy. Thì anh em đợi được một lúc rồi anh em sẽ ấn vào. Đấy, sau đó chúng ta sẽ ấn OK này. Đấy, để nó download được cái file APK về và nó sẽ tiến hành cài đặt. Đó, ở đoạn này chúng ta sẽ ấn Install nha anh em. Đấy. Đợi một chút, anh em đừng ấn vội vào, ấn vội vào là nó sẽ bị văng ra đấy. Đấy, mình cứ đợi khoảng tầm 30 giây chẳng hạn. Đợi 30 giây. Đó. Đấy, anh em để ý này, đã cài đặt thành công ứng dụng Magic anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào phần cài đặt này để kiểm tra này. Đấy, rút thành công thì nó sẽ có cái quyền cấp như thế này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây. Đây, trên đây là cái video hướng dẫn anh em rút máy Redmi K50 Ultra. Thì anh em thấy hay thì hãy cho em một like, một đăng ký kênh anh em nhé. Để em trong quá trình em làm thì em đang ốm hơi ho, thì cũng mong anh em hết sức thông cảm. Đấy, thì xin cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Bye bye anh em.